Tin buồn, mẹ ruột nghệ sĩ Vũ Luân qua đời, Hồng Loan khóc chia buồn cùng anh hai, Bình Tinh phụ lo tang lễ. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân hay tin mẹ của anh qua đời khi đang lưu diễn tại Mỹ. Gia đình vì không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc biểu diễn nên đã giấu thông tin này chờ sau lễ tẩm niệm, cũng là lúc anh chuẩn bị bước vào xuất diễn cùng các đồng nghiệp Ngọc Huyền, Kim Tiểu Long, Cát Tuyền tại thành phố Houston, nơi có đông kiều bào sinh sống. Tôi không thể về vì đã ký kết hợp đồng biểu diễn và để đảm bảo uy tín của nhà tổ chức cũng như các nghệ sĩ trong đoàn nên đành nghẹn ngào nói lời tiễn biệt mẹ tôi bên bàn thờ mà các đồng nghiệp chuẩn bị trước đêm diễn. Mẹ tôi chỉ vừa nói chuyện điện thoại với tôi cách đây không lâu, sau ca phẫu thuật tim, tôi nhận thấy sức khỏe của mẹ dần hồi phục. Mẹ tôi còn hứa khi khỏe lại sẽ sang xin visa. Mẹ tôi còn hứa khi khỏe lại sẽ xin visa sang Mỹ để thăm người thân và xem tôi diễn trên sân khấu hải ngoại. Vậy là ước mơ của mẹ tôi đã không thành hiện thực. Tôi thấy mình có lỗi với mẹ vì chưa tròn chữ hiếu. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân tâm sự qua điện thoại. Nhận được thông tin này, Hồng Loan cùng chị ba Bình Tinh đã đến nhà Vũ Luân phụ giúp gia đình, lo phụ cho tang lễ của bà. Hoa hậu Phương Lê cũng có mặt từ sớm để phụ gia đình, lo phụ trách về chi phí đám tang của bà cụ. Được biết, gia đình Vũ Luân miễn phúng điếu và vòng hoa, mọi người đến viếng chỉ cần thắp nhang và cầu nguyện cho linh hồn của bà. Vũ Luân cho biết, ngay sau khi vở diễn cuối kết thúc, anh sẽ bay về Việt Nam, ngay lập tức để chịu tang mẹ. Nỗi đau này quá lớn khiến cảm xúc của anh cũng bị chi phối nhiều, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức. Nghe tin này, các đồng nghiệp ở Mỹ như Ngọc Huyền, ca sĩ Hương Lan cũng động viên và chia buồn cùng gia đình Vũ Luân. Bà Lương Thị Năm sinh năm 1940, mẹ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, chút hơi thở cuối cùng, lúc 8 giờ 35 phút tại Tư Gia, hưởng thọ 78 tuổi. Trong cuộc sống và nghề nghiệp của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, bà là người mẹ hết sức khiêm nhường, sống khép kín, luôn giữ hình ảnh đẹp cho gia đình. Mẹ tôi sống tần tảo, hết sức tiết kiệm. Từ lúc tôi theo nghề, bà là người động viên khích lệ tôi bám nghề và biết lắng nghe những lời góp ý của khán giả. Khi mẹ tôi ngồi ở hàng ghế người xem, bà nghe khán giả nhận xét về tôi, về đoàn hát mà tôi quản lý. Đó là đoàn 3 nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, thời còn gắn với xã hội hóa. Lập tức tối về bà thuật lại những điều đã nghe, khuyên tôi nên điều chỉnh, tiếp nhận lời hay ý đẹp của công chúng mà tự làm cho vở diễn, vai diễn của mình hay hơn. Chưa bao giờ mẹ tôi khoe với mọi người con mình là Vũ Luân, cũng chưa bao giờ thích chụp ảnh để đăng báo phô trương. Do đó tôi rất hiếm hình ảnh chụp chung với mẹ. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân đã khóc. Hồng Loan bị nhóm thanh niên lạ đánh trên đường đi viếng mộ ba về nhà. Mới đây, các diễn đàn giải trí liên tục chia sẻ clip và hình ảnh Hồng Loan bị một nhóm thanh niên tầm 5-6 người chặn đường tắt liên tục và hâm dọa. Nhóm thanh niên này thể hiện thái độ tức giận và liên tục có những lời lẽ hâm dọa chị đối với Hồng Loan. Mặc kệ những người xung quanh ngăn cản, nhóm côn đồ vẫn hung hăng và túm tóc và đòi xử lý nếu Hồng Loan còn cố chấp. Kẻ cầm đầu nhóm thanh niên khoảng 22 tuổi cho rằng Loan đã đá đểu Hồng Phượng và cố tình hại Phượng. Sau khi clip được đăng tải, Phương Lê tuyên bố đã biết rõ kẻ cầm đầu vụ bị nhóm thanh niên côn đồ hâm dọa và tuyên bố sẽ ủng hộ Hồng Loan tới cùng. Muốn chơi chị sẽ chơi với bọn này. Phương Lê cho biết, do thời gian qua chị luôn lên tiếng bảo vệ Hồng Loan, nên nhiều người đặc biệt là đám rùi ve, ý ám chị nhóm Hồng Phượng và chú Bảy Tiểu Linh, em trai của nghệ sĩ Vũ Linh, luôn ghét Phương Lê. Thế nhưng Phương Lê quyết tâm sẽ chiến đấu tới cùng, để bảo vệ lẽ phải cùng với em gái Hồng Loan của mình. Phương Lê cho biết, đỉnh điểm nhất là sau ngày lễ giỗ tổ, khi chị và Hồng Loan cùng chị Ni xuất hiện vui vẻ cùng nghệ sĩ Kim Tiểu Long, hát bài Thu Một Người Dân. Kể từ hôm đó, nhiều người lạ mặt liên tục yêu cầu chị xóa clip đá đểu Hồng Phượng, nhưng chị không đồng ý. Chị khẳng định chị em của chị đi chơi vui vẻ và hát bình thường, không có ý đá đểu ai. Phương Lê khẳng định chị bảo vệ và thân thiết với Hồng Loan, không có gì là sai, không ai có quyền ngăn cấm chị. Phương Lê tuyên bố, nếu sự việc xảy ra thêm lần nữa, chị sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ quyền lợi của mình. Về phía Hồng Loan, sức khỏe của chị đã ổn định trở lại, nhưng chị vẫn lo lắng rất nhiều. Chị cho biết, thường xuyên ra ngoài đi giao hàng cho khách, nên sự cố bị hành hung lần này chị rất lo lắng, vì kẻ xấu luôn nấp sau lưng để hại mình. Trước đó, người đại diện của Hồng Loan cho biết, con gái nghệ sĩ đã có mặt tại Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận vào sáng nay để lấy lời khai và cung cấp các bằng chứng liên quan đến vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Hoang, tức cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nghệ sĩ Hồng Nhung, người khởi kiện vắng mặt, ca sĩ Hồng Phượng và ông Võ Thành Nhiêu, em trai của nghệ sĩ Vũ Linh, hai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng không xuất hiện tại tòa án. Luật sư của bà Nhung đại diện tham gia. Trước đó, ngày 7 tháng 6, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, TP.HCM thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Hoang, tức cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, 60 tuổi, em gái Vũ Linh. Còn bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, 37 tuổi, con gái Vũ Linh. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan còn có bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu gái Vũ Linh, ông Võ Thành Nhiêu, em trai Vũ Linh. Hiện drama gia đình của nghệ sĩ vẫn đang rất căng thẳng, người trong cuộc mệt mỏi và mong mọi chuyện sớm chấm dứt. Anh hai Vũ Luân cảnh cáo Phượng Rùi, dừng ngay trò thuê người theo dõi hãm hại Hồng Loan.
Gần đây khi Hồng Loan ra khỏi nhà để giao hàng cho khách thì liên tục phát hiện những người lạ mặt. Điều này khiến người nhà vô cùng bất an vì không biết những người này có âm mưu gì. Hễ thấy Loan quay lưng đi là họ lại chụp ảnh rồi giả vờ nhìn hướng khác. Dù chưa lộ rõ âm mưu là gì, nhưng nhiều người cho rằng chắc chắn những người này có ý đồ xấu, nhắc nhở Hồng Loan cần phải cẩn thận. Trước thông tin này, anh hai Vũ Luân đã lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Một lần nữa họ muốn ép Luân công khai những gương mặt quấy rối cuộc sống sự riêng tư của bé Loan theo cách họ làm. Đứng trước nhà, lén và xâm nhập vào nhà riêng, đi theo xe, giả khách mua hàng và đến những nơi công cộng quán ăn, cà phê mà Loan hay lui tới. Ngoài ra một người đàn ông khác thường xuyên đứng trước cửa nhà của Hồng Loan vào nửa đêm, liên tục gọi Loan ơi và chửi bới những câu tục tiểu khiến Hồng Loan và những người trong nhà vô cùng hoang mang lo lắng. Bé Bun nhiều khi đang ngủ thì giật mình khóc thét lên vì sợ hãi. Nhiều lúc nửa đêm họ còn giả tiếng chó tru, tiếng mã hú. Tôi không rõ là họ muốn điều gì từ tôi, Hồng Loan nói. Phía dưới bình luận, nhiều bạn bè đồng nghiệp cho rằng những người lạ mặt trên là lâu la của Phượng Rùi sai tới để quấy phá cuộc sống vì cây cú chuyện không giành được gia tài. Chị Ni còn nói, chắc nó thấy con em tôi bán hàng nó nghĩ giàu lắm nên tới để canh sơ hở thì hút hàng đây mà. Trao đổi với chúng tôi, phía Hồng Loan cho biết cô đã trình báo cơ quan chức năng về vụ việc. Song những kẻ lạ mặt không có dấu hiệu quậy phá hay tấn công ai nên không làm gì được. Họ rõ ràng có ý đồ đe dọa về tinh thần theo một cách kịch bản rất hoàn hảo. Chỉ làm người trong nhà mất ngủ cả đêm thôi là sức khỏe cũng đã ảnh hưởng nặng nề lắm rồi. Có đêm bùm bùm không ngủ được phần vì em bé khóc, phần vì sợ những người xung quanh. Hoa hậu Phương Lê cũng tuyên bố nếu sự việc còn đi xa và không có dấu hiệu dừng lại, chị sẽ có cách trị dứt điểm bọn rùi ve xấu xa. Câu nói của Phương Lê khiến tất cả đều có phần yên tâm hơn. Một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng chửi mẹ con Hồng Phượng quá thâm thúy, nghe tới đầu thấm tới đó. Mới đây, nghệ sĩ Lệ Thủy, một cây đại thụ làng cải lương đã có đăng bài nhận định về drama gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh được nhiều người chia sẻ. Hôm qua, khi xem clip kiểm kê tài sản được tung lên mạng, tôi cảm thấy sốc thật sự. Giọng cười, hãy nghe là giọng cười, đắc thắng, ngạo mạn, khinh bỉ, xem thường và vô cùng mang trợ. Truyền nhân đây sao, giọt máu đây sao, ngọc nữ bolero đây sao? Đâu rồi một khuôn mặt đáng thương tội nghiệp của buổi họp báo ngày 16 tháng 6? Đâu rồi sự ngây ngô ngờ nghệch của một nạn nhân bị hãm hại? Đâu rồi một khuôn mặt đăm chiêu tư lự, em không biết gì hết? Giọt máu còn sót lại, máu ai? Cố nghệ sĩ lúc sinh thời với đời đầy đủ nhân lễ nghĩa trí tính, với nghề, trọn vẹn tâm tài đức, mặc dù không nhét chữ vào miệng người chết, nhưng lại làm một việc tày trời hơn là áp đặt một cách khiên cưỡng những con người vô pháp vô thiên, vô tri vô giác, vô liêm sĩ vào thân phận một nghệ sĩ tài danh rồi tự khẳng định là ruột thịt, vậy là đang bảo vệ danh dự cho anh ấy hay đang hủy hoại danh dự ấy? Clip hôm qua ai là người sở hữu, tại sao họ không đưa lên mạng sớm hơn để cộng đồng mạng biết rõ sự thật? Mọi người có nghĩ tới điều này hay không? Theo tôi, người sở hữu clip này họ không nỡ dứt tình đoạn nghĩa. Nếu tung clip sớm hơn thì sẽ bảo vệ được danh dự cho họ. Mặt nạ em hiền cháu Thảo sẽ sớm bị lột xuống. Việc mở quán bún bò kế nhà Hồng Loan có thật sự để mưu sinh không? Hay đó chỉ là một vở kịch mang tựa đề khổ nhục kế? Với đống tiền, vàng, đếm hoài không hết được thấy trong clip, nên ra chợ An Đông mở tiệm vàng cạnh tranh với anh Quy Tê, họa may còn có người tin. Tiền trong tủ, trong bao, tiền dưới gầm giường, trong bóp, trong phòng chỗ nào cũng có. Vậy mua miếng đất có hơn 90 triệu phải bán vàng, mượn nợ. Vậy đống vàng trong hộp không lẽ là vàng mã cúng cho âm hồn ngạ quỷ hay sao? Nếu ai tình cờ xem lại những phát biểu trong buổi họp báo ngày 16 tháng 6 và so lại với những lời nói, việc làm của cô ta trong thời gian qua, sẽ thấy tất cả hoàn toàn trái ngược. Trong cuộc họp báo, cô ta dùng chiến thuật khẳng định để buộc tội Hồng Loan và sau đó cô ta chơi trò phủ nhận để đánh tráo thân phận. Một con người hai nhân cách, nhưng không phải thiện và ác, mà là gian ác và xảo trá, và đó là những gì chúng ta đã nhìn thấy trong suốt thời gian qua. Miền ký ức sẽ không bao giờ được viết tiếp, vì khi nhớ lại giọng cười và lời nói trong clip, tôi đã không còn cảm xúc để nghĩ đến những lời văn trau chuốt mà tôi sẽ viết bằng trái tim và khối óc gửi đến những độc giả của tôi. Với những con người xem thường pháp luật, làm bại hoại đạo đức gia đình, gây ra những điều tiêu cực cho xã hội, tôi sẽ phải dùng lối hành văn nào, ngôn từ nào cho xứng đáng với nhân cách của họ.